bị bong chóc, trơ trụi lớp đất đá tạo thành những ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đó là thực trạng mà chúng tôi vừa ghi nhận được tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thời gian gần đây, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa luôn nằm trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng như đường Trần Bình Trọng, phường Quảng Hưng, đường Lê Thành, phường Đông Cương, đường Lò Chuông, phường Trường Thi đã gây bức xúc cho hàng trăm hộ dân sinh sống ở khu vực này. Theo những người dân ở đây, vào những ngày nắng nóng, bụi tung bay mù mịt theo vết xe qua lại. Đó là chưa kể vào ngày mưa, mặt đường lại biến thành các hố nước đọng loang lổ, san sát nhau, khiến người tham gia giao thông gặp không ít khó khăn. Chúng tôi là người dân ở đây và cái khu vực này á, là do là nước xe nó đi bây giờ ra sinh ra ổ dơ voi, ổ trâu, ổ bò, cho nên là tai nạn xảy ra rất nhiều. Mỗi một lần trận mưa là nó cứ tràn ngập lên để xảy ra tai nạn của người dân, thì đề nghị cấp trên như thế là quan tâm và lưu ý để giải quyết và phục hồi lại cái con đường này cho dân chúng đi được đảm bảo an toàn. Trước tình trạng trên, nhiều hộ dân đã tự mua vật liệu để chám vá phần đường trước nhà, nhưng chỉ được thời gian ngắn, mặt đường lởm chởm đâu lại vào đó, các vết vá tiếp tục bong chóc, tạo thành những lớp gồ ghề, gây khó khăn trong quá trình di chuyển. Còn gia đình tôi là ở đây là được cái là sạch sẽ này, mua nhiều lần bê tông đổ lắm, nhưng mà đi một thời gian nó bốc lên, xong rồi lại mua, lại đổ. Mấy năm nay đó, là cứ hai ông bà cứ chịu khó, ra để lăn, để che với chắn để đường cho họ đi cho nó an toàn. Nhưng mà hắn đâu có lại vào đó, cho nên là tôi cũng không mong cái gì, nhà nước là giúp đỡ cho người dân đi. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, sự xuống cấp của các con đường này đã gây nên nhiều vụ va quệt, ngã xe, khiến những người tham gia giao thông qua đây không khỏi bức xúc. Tôi là người dân ở đây, con đường này xuống cấp đã từ lâu và người dân đã đề nghị cấp trên sửa lại và cái con đường này cho người dân được đảm bảo an toàn. Được biết, nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực này đã nhiều lần đến nay, các đoạn đường hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa.